Thưa quý vị, ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho trên 85.000 người. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ký điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 trên địa bàn. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm, thành phố sẽ tăng lên 1.000 bàn tiêm vaccine COVID-19 thay vì là 600 bàn như trước đây, và mỗi bàn sẽ tiêm ít nhất cho 300 người một ngày. Trong đợt này, thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng cho tất cả các đối tượng 18 tuổi trở lên. Như vậy là ngoài đối tượng ưu tiên từ 5 đợt đầu đến đợt tiêm thứ 6, tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tiêm chủng. Từ đợt tiêm thứ 5 trở đi, các quận, huyện, thành phố sẽ chủ động việc tiêm chủng cho người dân trên địa bàn của mình, trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn từ Sở Y tế. Tại các khu phong tỏa, cứ số lượng người dân để bố trí điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác hoặc là gây ùn ứ khi tham gia tiêm chủng.